Dạ qua ông đây xin chào cô chú. Nói chung thì bây giờ là sáng sớm, để tránh đêm dài lắm mộng thì bây giờ qua ông đang đón trước đi ha. Như thường lệ thì qua ông đang đón trước đi rồi xin tiền cô chú sau. Qua ông đang đăng tải lên thì có chị Ngọc Hà chỉ cho 100 đô đó cô chú, còn thiếu 4 triệu nữa. Rước trước luôn cho rồi đi. Chứ để mình đi vô, nhiều khi ở đây khách quen khách ruột gì đó kêu ổng bắt rồi ổng bắt con hai con mất công nữa. Nói chung mà mình thì không có sợ gì hết trơn á, sợ tụi nhỏ khổ thôi, nó sợ tụi nó khổ thôi chứ nó đã sợ dữ lắm rồi. Tại vì á cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có thể xảy ra hết trơn á. Nhiều khi mình đi vô cái ở đây khách mối khách quen khách ông cố nội ông cố ngoại gì đó lâu đời quay trở lại muốn nhậu đó, rồi ổng để người ta rồi ổng bắt mình mất công nữa, tội nghiệp tụi nhỏ. Chứ mình thì mình không có sợ rồi đó, mình đâu có sao đâu, tội nghiệp tụi nó chết oan thôi à, nên là bắt trước đi cho nó yên tâm. Thì em được chị Ngọc Hà giúp 100 đô rồi đó, là em còn thiếu 4 triệu nữa để cho tụi nó vô nó hưởng phước cô chú ơi. Chuồng đẹp nè, có kệ có đồ cho tụi nó leo, tội nghiệp tụi nó sống ngày nào đỡ ngày đó, chứ giờ thấy tội quá trời. Thôi không quánh lộn nè, nó đó đó quánh lộn nha, meo. Còn lông lên đây, còn lông lên đây. Hả? Sao bỏ đồ mấy chữ ra? Hả? Mấy chữ ra? Còn cái này ra. Bỏ bỏ bỏ. Bỏ bỏ lông này đây. Nhiếp. Bỏ lông này đi. Bỏ lông. Bỏ lông nữa. Kẻ này nhá. Kẻ quấn. Wow ghê. Bấy bá cái tay chừng. Rồi bắt vô đi. Bấy bá cái tay chừng rồi. Máu me không? Lấy cái này không? Lấy này. Không có gì bằng cái này hết. Bấy tay. Rồi bắt ở đây, bắt đi. Móng bén. Cái tay làm cũng vậy. Bấy ra trời. Ông lấy cái tàn thuốc á. Cái độc thuốc á. Hai lọc. Nó vừa không độc, nó vừa cầm máu liền. Tôi mèo cắn lên thì có cây đấy rồi. Chín hay quá ha. Nó dễ gì nó cắn không? Rồi đi vô đi. Sợ sợ. Ông quay đấy, vừa sợ vừa mình. Vừa sợ nó cắn, vừa sợ nó xảy. Đây đây đây. Cười với mẹ không biết sao. Ông thấy với tôi là cầm con bắt được hai cầm bự. Đập liền luôn hả? Chó heo khó. Chó đảo đảo heo. Mẹ mèo nó bốn cái giò đó. Rồi. Giờ đi về rồi cô chú. Vậy đi cho nó yên tâm. Qua ông đang cảm ơn cô chú rất nhiều. Hẹn gặp lại cô chú vào những video clip sau.
À, cũng mong là cô chú cho em lại 4 triệu để em đắp luôn cho nó đủ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. À, chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, bình an và thịnh đạt trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn cô chú.